Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui là được chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube của tôi. Kênh YouTube mà tôi chia sẻ những điều tuyệt vời mà tôi học được, tôi đọc được, tôi tích lũy được trong quá trình rèn luyện bản thân của mình, quá trình học tập ngoại ngữ, quá trình phát triển bản thân của mình. Và ngày hôm nay, để tiếp tục trong cái chuỗi series về chủ đề là cách thu phục lòng người, tôi đã chuyển sang một phần tiếp theo. Đó là một phần tôi sẽ nói cho các bạn. Tôi đã chia sẻ với các bạn về 12 cái bí kíp 12 bí kíp để giúp bạn có thể là hướng người khác suy nghĩ như mình mong muốn. 12 cái phương pháp để bạn có thể hướng cho những người đối diện suy nghĩ theo những gì bạn mong muốn. Và chúng ta bắt đầu chứ. Đầu tiên, phương pháp đầu tiên của số 1 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây, đó là việc là chúng ta sẽ việc đầu tiên và cực kỳ quan trọng và vô cùng cần thiết. Nếu không có việc này, chúng ta sẽ không giải quyết được việc gì cả. Chúng ta sẽ không thể giải quyết được những mối quan hệ, những mối giao tiếp, những cuộc nói chuyện với khách hàng. Đó là chúng ta tuyệt đối không tranh cãi. Các bạn lưu ý nhé. Tuyệt đối chúng ta không tranh cãi. Đó là vấn đề mấu chốt. Bạn có nhận ra một điều rằng trong bất kỳ một cuộc tranh cãi nào, một người dù là thắng hay dù là thua thì cả hai có bao giờ đạt được cái mục đích của mình không ạ? Có không ạ? Không có đâu ạ. Khi cuộc cãi vã kết thúc, cả hai chỉ mang thêm cho mình cái tâm trạng bực dọc, mang cho mình một cái cảm xúc không tốt, cáu tiết, đúng không ạ? Người cãi thắng còn vậy, không chỉ là người thua, đúng không ạ? Chính vì lý do đó, trong bất kỳ một cuộc cãi vã nào, không một ai là người giành chiến thắng cả. Và chắc chắn là gì? Không một ai là người có thể đạt được mục đích của mình cả. Trong một cuộc diễn thuyết, trong một cuộc điện thoại, hay là trong kể cả một việc chúng nuôi dạy con cũng vậy. Việc cãi vã có giải quyết được vấn đề không ạ? Không có, đúng không? Tôi đã từng gặp một người, họ kể một câu chuyện này. Đó là khi mà anh ta chào bán một sản phẩm của mình. Khi anh ta chào bán một sản phẩm của mình thì người mua hàng muốn thể hiện sự hiểu biết của mình, và ông ta đưa ra một số những thông tin sai lệch. Thông tin sai lệch ví dụ như là đại loại như ông ta nói rằng là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư là một bài thơ thần của Chu Văn An. Nhưng thực ra ông ta biết chắc chắn đó là của Lý Thường Kiệt. Nhưng anh ta rất khôn ngoan, chỗ anh ta không hề đề cập đến vấn đề đó làm gì cả. Anh ta cứ coi như là người đó đang nói đúng. Bởi vì anh ta nghĩ rằng nếu như bây giờ có liên tục cãi rằng bài Nam Quốc Sơn Hà là bài của Lý Thường Kiệt và anh ta có đúng, thì thực ra người khách hàng kia sẽ vô cùng bực tức. Bởi vì cái ý kiến của họ bị phản bác. Và thậm chí chưa kể là họ còn bị những người bên cạnh đánh giá mình nữa. Điều đó không làm được đạt được cái mục đích bán hàng của họ. Và anh ta đã không tranh cãi. Anh ta để cho người khách hàng nói và anh ta lắng nghe. Sau đó anh ta khen ngợi ông ta một số những câu rất là tế nhị và anh ta bắt đầu chào bán sản phẩm của mình. Và anh ta đã thành công. Vài ngày hôm sau, người khách hàng đó gặp lại anh ta qua điện thoại và anh ta nói rằng: tôi thật cảm ơn anh vì ngày hôm đó cái thông tin tôi đưa ra cho anh và những người khác là thông tin hoàn toàn sai, nhưng anh đã không phản đối tôi, mặc dù tôi biết anh biết chắc đáp án của mình. Và từ đó anh ta đã có được một khách hàng thân thiết. Điều đó có tuyệt vời hơn không ạ? Đúng không ạ? Các anh chị thấy rằng đây là một câu chuyện có đáng để chúng ta học tập không ạ? Nếu như giây phút đó anh đã khăng khăng đi cãi tay đua với khách hàng đó thì chắc chắn anh ta sẽ mất đi một khách hàng tiềm năng của mình, đúng không ạ? Chân lý luôn đúng, luôn được thừa nhận, dù trước hay dù sau. Bởi vậy anh ta đã không làm được đó, phải không ạ? Và cái cách tốt nhất, tôi hiểu một điều rằng cách tốt nhất để ra tranh cãi không xảy ra, đó chính là chúng ta chủ động không tranh cãi với bất kỳ ai cả, đúng không ạ? Bí kíp thứ hai trong 10 bí kíp đây, đó là chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của người khác. Quay lại câu chuyện ban nãy đấy, anh ta rất tôn trọng ý kiến của khách hàng.
dù đúng hay dù sai, anh ta chưa vừa tranh cãi đúng không ạ? Bởi vì chân lý luôn đúng, chân lý trước sau cũng được thừa nhận đúng không ạ? Khi mà cái cảm giác mà một người được những người nghe lắng, người xung quanh lắng nghe mình, tôn trọng ý kiến của mình, thì anh ta sẽ rất mong muốn được chia sẻ nhiều hơn nữa, chia sẻ về mong muốn, chia sẻ về ước mơ, chia sẻ về hoài bão và chia sẻ những thông tin mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Đó là điều tuyệt vời không ạ? Chắc chắn như vậy đúng không? Để làm được điều này, để giúp chúng ta tôn trọng ý kiến người khác, thì các bạn hãy quay trở lại những video clip trước trong cái CD video này. Các bạn sẽ biết gì ạ? Mỗi người sẽ có một cuộc sống khác nhau, một cách, một môi trường lớn lên khác nhau, một thế giới quan khác nhau. Bởi vậy, cùng là một sự việc hiện tượng, nhưng mỗi người sẽ có những suy nghĩ, những đánh giá, những nhận xét hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, hãy tôn trọng ý kiến của người khác, đúng không ạ? Và bí kíp thứ ba ở đây, đó là chúng ta hãy thực sự thẳng thắn thừa nhận những sai lầm của mình, nếu có. Không một ai trong cuộc đời này mà lại chưa từng mắc sai lầm cả. Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ là chúng ta sẽ xử lý như thế nào với những sai lầm của chúng ta, hiểu không ạ? Chúng ta sẽ khắc phục điều đó như thế nào? Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta mắc sai lầm? Đó mới điều quan trọng, phải không ạ? Bởi vậy, hãy thừa nhận thẳng thắn sai lầm. Khi bạn thẳng thắn thừa nhận, khi bạn thật sự là thành tâm, thành ý nhận sai lầm của mình, thì chắc chắn điều các bạn nhận được nó sẽ là một sự cảm thông, sự chia sẻ. Và ai trong chúng ta cũng mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ, chứ không phải là một sự chỉ trích, đúng không ạ? Hãy thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Và yếu tố thứ tư để giúp chúng ta có thể hướng người khác theo những suy nghĩ của mình, đó là chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện, hãy bắt đầu diễn thuyết, hãy bắt đầu thuyết trình, hãy bắt đầu một cuộc điện thoại với một thái độ vô cùng thân thiện. Đây chính là yếu tố mật ngọt cho giao tiếp của chúng ta. Mật ngọt, một nụ cười, một giọng nói biết cười, như những video trước tôi đã chia sẻ này, sẽ là những dấu hiệu thân thiện đầu tiên mà các bạn có thể gây ấn tượng được với người đối diện. Vì vậy chúng ta hãy thực hành nó, hãy luyện tập nó hàng ngày, đúng không ạ? Và hãy luôn nhớ một câu này: một giọt mật luôn luôn có thể bắt được nhiều ruồi hơn cả một thùng nước đắng. Một giọt mật luôn luôn bắt được nhiều ruồi hơn cả một thùng nước đắng. Hãy ngọt ngào, hãy nhẹ nhàng, hãy thân thiện, và chúng ta sẽ hứa được mọi người theo điều mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Đó, 4 cách đầu tiên trong 12 cách giúp chúng ta có thể hướng mọi người, định hướng mọi người suy nghĩ theo cách chúng ta mong muốn. Chúng ta hãy thực hành nó đi, và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những bí kíp còn lại cho những video tiếp theo, được không ạ? Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.